793 Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, khi biết được, khi thấy được, đã quy định điều Sangha đi sesa vì nguyên nhân của việc thực hiện sự thưa kiện của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp tại đâu đã được quy định tại thành sa thi liên quan đến ai liên quan đến tỳ khưu ni thu lan nanda về sự việc gì? Trong sự việc ấy, Tỳ Khưu Ni Thu Lan Nanda đã sống là người nói lời tranh chấp. Trong trường hợp ấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi sự việc chưa xảy ra không? Có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy định khi sự việc chưa xảy ra trong trường hợp ấy. Là điều quy định áp dụng cho tất cả mọi nơi, hay là điều quy định áp dụng cho khu vực là điều quy định áp dụng cho tất cả mọi nơi là điều quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni hay là điều quy định riêng là điều quy định riêng cho tỳ khưu ni là điều quy định cho một hội chúng hay là điều quy định cho cả hai hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni là điều quy định cho một hội chúng được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách độc tụng giới bổn, ba ti mô -kha. Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra độc tụng với phần độc tụng nào. Được đưa ra độc tụng với phần độc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng. Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Thuộc về nhóm tội sang ga đi xe xa. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp, hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn, batimoka? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn, batimoka, sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều, sang ga đi xây xa, vì nguyên nhân của việc thực hiện sự thưa kiện của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha đi xe xa vì nguyên nhân của việc thực hiện sự thưa kiện của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong. Các vị ni là bậc A La Hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ý? Những vị ni nào có phận sự thực hành những vị ni ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thế tôn bậc a-la-hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão các ngài ubali và ngài dasaka cũng vậy Sonaka và ngài shigava munga liputa là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Rambu Quy Hoàng, từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ Diệu Pháp, rồi đến vị thông minh là Ngài Aritha và Tishadatta là bậc có trí tuệ, Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga và bậc có trí tuệ, Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích giống như con voi vậy được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana. Ngài dama Pali vị đệ tử của người có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatisha, là vị có thông minh, Ngài Deva là vị đại pháp sư, thêm nữa Sumana là vị có thông minh, Ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều. Ngài Mahasiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng và trưởng lão tiết sa là vị có thông minh và ranh rẽ về luật vị đệ tử của người có tên là Sa, đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo rambu và kula baya là vị có thông minh và ranh rẽ về luật và trưởng lão tiết sa là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tambapani. 794 Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, khi biết được, khi thấy được, đã quy định điều Sangha Di Sesa vì nguyên nhân của việc tiếp độ nữ đạo tặc tại đâu. Đã được quy định tại thành Safa-thi. Liên quan đến ai? Liên quan đến tỳ khưu ni Thu lan Nanda về sự việc gì? Trong sự việc ấy, Tỳ Khưu Ni Thu Lan Nanda đã tiếp độ nữ đạo tặc. Có một điều quy định: trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào? trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận trong trường hợp ấy điều gì gọi là luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là thắng luật sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn, batimoka? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn, batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka. Điều gì là sự phạm tội? việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. điều gì là sự thành tựu? việc tự kiềm chế là sự thành tựu. điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. đức thế tôn quy định điều sangha Sa đi vì nguyên nhân của việc tiếp độ nữ đạo tặc vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha đi xe xa vì nguyên nhân của việc tiếp độ nữ đạo tặc vì mười lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong các vị ni là bậc a la hán có sự học tập đã thực hành xong điều ấy được tồn tại ở đâu được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập những vị ni nào duy trì điều ấy những vị ni nào có phận sự thực hành những vị ni ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão các ngài ubali và ngài dasaka cũng vậy sonaka và ngài shigava monga liputa là vị đứng thứ năm các vị ấy truyền lại ở jambu quy hoàng từ đó mahinda và ngài itiya trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tisha là bậc có trí tuệ, Kala Sumana vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Diita và bậc có trí tuệ Diita Sumana. thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga, Budara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, Ngài dama Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như Chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh. Ngài Deva là vị đại pháp sư. Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều. Ngài Mahashiva là vị đại pháp sư. Vị có sự rành rẽ. Mọi vấn đề tam tạng Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là busha đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Paya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên tampa pani điều Sangha đi xe xa vì nguyên nhân của việc đi vào trong làng một mình đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savathi. Liên quan đến ai? Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ một mình đã đi vào trong làng. Có một điều quy định, ba điều quy định thêm trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội. Giống điều Parajika thứ nhất là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận trong trường hợp ấy điều gì gọi là luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là thắng luật sự quy định gọi là luật sự phân tích gọi là thắng luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là giới bổn patimokha trong trường hợp ấy điều gì gọi là tăng thượng giới bổn patimokha sự quy định gọi là giới bổn batimoka, sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka. điều gì là sự phạm tội? việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. điều gì là sự thành tựu? việc tự kiềm chế là sự thành tựu. điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha đi xe xa vì nguyên nhân của việc đi vào trong làng một mình vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha đi xe xa vì nguyên nhân của việc đi vào trong làng một mình vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý. Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong. Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập những vị ni nào duy trì điều ý, những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì là lời dạy của ai? là lời dạy của đức thế tôn bậc a-la-hán chánh đẳng giác. do ai truyền đạt lại? được truyền đạt lại theo sự ký tục của các vị trưởng lão, các ngài ubali và ngài dasaka. Cũng vậy, Sonaka và ngài Shigava Munga Liputa là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó, Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ Diệu Pháp, rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tisadatta là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích giống như con voi vậy được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana, ngài Dhammapali, Pali, vị đệ tử của người có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ, ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Bushadeva, là vị đại pháp sư Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều. Ngài Maha Shiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và Kulapaya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Sa là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Ba pani